Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Hiện tại thì giá vàng trên thị trường thế giới đã phục hồi trở lại, thời điểm này tăng hơn 7 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,42%, giao dịch ở mức 1.715 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.707,88 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.715,93 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm mạnh, giảm tới 479 điểm và với tỷ lệ giảm là 0,44%, giao dịch quanh ngưỡng 109,184 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 19.300 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm thì trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 0,24%, giao dịch ở mức 3,327% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng tăng nhẹ và giao dịch quanh ngưỡng 83,470 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Sau một phiên tăng tới 16 đô la Mỹ trên một ounce thì giá vàng thế giới bất ngờ giảm sâu do đồng đô la Mỹ đảo chiều tăng giá trên diện rộng, Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Cụ thể vào thời điểm sáng nay, theo giờ Việt Nam thì giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.710 đô la Mỹ trên một ounce, giảm khoảng 8 đô la Mỹ so với mức giá cùng thời điểm hôm qua là 1.718 đô la Mỹ trên một ounce. Trước đó, giá vàng thế giới đêm qua theo giờ Việt Nam có thời điểm tăng mạnh lên 1.728 đô la Mỹ trên một ounce, thế nhưng do đồng bạc xanh tăng giá trên diện rộng nên giá vàng giảm mạnh xuống còn 1.705 đô la Mỹ trên một ounce vào thời điểm 23 giờ đêm ngày hôm qua mùng 8 tháng 9. Vào phiên đêm qua theo giờ Việt Nam thì đồng đô la Mỹ phục hồi giá trị, dù cho Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB bà Christine Lagarde thông báo ECB vừa tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm và sẽ có nhiều đợt tăng hơn nữa trong vài tháng tới để kéo giảm lạm phát ở các quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro khi mà giá năng lượng ngày càng tăng. Trong khi đó thì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell nói Fed cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm giảm lạm phát tại Mỹ. Từ đó mà thị trường ngày càng tin tưởng tại cuộc họp 21 tháng 9 tới đây, Fed sẽ quyết định tăng thêm lãi suất 0,75 điểm phần trăm tạo động lực cho đồng đô la Mỹ tăng giá. Kết quả của các thông báo trên là lãi suất trái phiếu Mỹ tăng lên gần 3,3% trên một năm. Nhiều người đã thu gom đồng đô la Mỹ để mua trái phiếu làm cho đồng đô la Mỹ tăng giá nhiều hơn nữa. Vì thế mà giá vàng ngày hôm nay của thế giới gánh thêm áp lực đi xuống. Đến thời điểm hiện tại, giá trị của đồng đô la Mỹ quay đầu suy giảm, do đó mà giá vàng thế giới đã có động lực để đi lên. Hiện tại giao dịch quanh ngưỡng 1.715 đô la Mỹ trên một ounce. Với mức giá này, giá vàng thế giới đang tương đương khoảng 49,1 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là vẫn thấp hơn giá vàng SJC trong nước tại chiều bán ra rơi vào khoảng gần 18 triệu đồng trên lượng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,10 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 66,90 triệu đồng trên lượng, như vậy là giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên thì chênh lệch giá mua và giá bán của SJC vẫn đang là 800.000 đồng trên một lượng. Cùng với thời điểm này thì tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,10 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 66,90 triệu đồng trên lượng. So với chốt phiên giao dịch hôm qua thì Doji giữ nguyên giá ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại cũng là 800.000 đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây thì chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung ở thời điểm này thì giá vàng trong nước cụ thể ở đây là với vàng SJC điều chỉnh giảm nhẹ. Còn với vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì điều chỉnh tăng nhẹ quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 690.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 692.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 690.000.
Đô Di Hồ Chí Minh mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000. Đô Di Hà Nội mua vào 6.600.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SCC mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.615.000, bán ra 6.689.000. Mi Hồng SCC mua vào 6.615.000, bán ra 6.675.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.570.000, bán ra 6.670.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng TB Gold mua vào 6.600.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng điều chỉnh giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng là 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. SJC Huế mua vào 6.607.000, bán ra 6.693.000. SJC Bình Phước mua vào 6.608.000, bán ra 6.692.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.612.000, bán ra 6.695.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.608.000, bán ra 6.692.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì tăng nhẹ trong khoảng từ 20 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 2.000 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.105.000, bán ra 5.195.000. Nhận bộ số 9 hiện tại chưa có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé. Vàng 4 số 9 mua vào 5.095.000, bán ra 5.155.000. Vàng 24K mua vào 4.974.000, bán ra 5.104.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 18K mua vào 3.681.6 nghìn, bán ra 3.881.6 nghìn, tăng 3.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.820.7 nghìn, bán ra 3.020.7 nghìn. Vàng 10K mua vào 1.964.8 nghìn, bán ra 2.164.8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.